dương mau reaction cho mỗi đồng bát bông bông vàng đá nằng ấy bông vàng đá cứ bát quạt trên thay cái đấy nè cặp sỉ khăn mình tén cứ bát ai kia bát ai kia cứ bát queen bee ok queen bee oh my god Sustain nữa, nha, tất cả mọi người hãy chung với channel robot nhom. Hãy lắng channel robot nhom. Welcome back to my channel. Okay, oh, ngày nay cứ bị xe clang mình tên, dương mau reaction tí rái. Dương mau reaction, baby. Dương mau reaction cho mỗi đồng bát bông bông vàng đá đằng ấy bông vàng đá cứ bát quạt trên thay cái đấy nè cặp sỉ khăn mình tén cứ bát ai kia bát ai kia cứ bát queen bee ok queen bee oh my god bây giờ mình hãy chọn này cứ dùng mình những cứ đăng bài giá cứ premier nè hình như cứ quạt like chẳng có nằm tạo máu nên không YouTube nó nhôm lặng mơ lặng tận chụp bỏ màu hay bây giờ bao nhôm lặng ôi sai cái lớn mà ban sai cái lớn mà ban reaction ít chóng quá nè ok tạ dương tầm mơ tầm snap tầm ok cho mùi nó bắt bóng 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 nè ok tạ môn nâng reaction cái đôi chí châu tầm snap bóng 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 chẳng sử dụng bóng bóng này qua toàn score nhau nhưng bát bát vắn nhóm phần này chấm miếng phần này xứng đáng ca khu mốc phần này cầm nú và đôi chí ca bọc phần này phải sao lấy phần này nâng ngày chẳng sử dụng bóng bóng này qua toàn subscribe cho subscribe nhưng mà nè mua phong này ok con chờ chui subscribe ok ok con khao lần tên dân sử dụng bóng phố này qua cho chân content bạc chân chân ai subscribe nhưng mà nè mua phong này ok ok con ok tạ cầm áo khát bếp lý dù get it baby last time ok ô hồi trời hỏi ok tạ ok nè đặc biệt ni khmom á snack khmom mà queen nữa là việc queen bee chẳng nè yes chết bong cái nó bị thua score này cái nó tiktok bong nghe thay playing khai sớm mai bồ ra ôi nè bây giờ play nhá để biết lắng bong luôn long trong bàn nó vây có bàn bong sớm rất chùm nong trong chim bôi nó sọc phong phán sớm bác lương bày to ngoài mong trong tên trai một càng cầm long đôi bong sông quen đôn ta thang cầm long để biết nè để biết dương rôm châu chân nam rồi mới cả ấy lôi mình tên bắt nè You the queen. Say say na. Cứ queen mỏng mào. Đầm lại sợi. Oh hoy. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារូបតែជាក់នៃមិនតែមើលទៅជាក់ច្បាស់ឡើងហើយឡើងលយការកាត់តអីបើណាមានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើន សំខាន់ 24 ម៉ោង ចិត្ត បាន អឹម ហើយ ឥឡូវ បាន 600k ជាង
chanh và sổ lành lỡ thảm mình trông mình sẽ hạ bây bây đôi chi cổ đá xó ôn xung lánh mong chi vị chất rồi có thủ bây ôn thủ vậy tới nào cái bắt bóng bản ná cứ chanh máu cứ đâm tờ lôi khăn bóng á việc tăng bếp tăng tăng plên tăng rục khiếp tăng cần sập bọc của quạt anh chẳng hắn á à vậy đây xung khăn cứ à xó lì rít cứ mùi cả ấy nó cứ đi chung mình đây bà quạt cứ nhảy mèn á The pop logo like me in crisis Fail for you, I still falling Make money move, I still grinding Vẫn to su đôi chiếc mai bộ răng Su với đó thì ta với open mind Lên rũ bóng có lời gian, yeah Ơi, nhì ri chưa lươn Ông chạp thông lươn Này là bình cổ rộng mồm sợ đâu Shorty, shorty, hey Ê, nhì ri chưa lươn Giọt kinh nền na yo Thái plain khmai xa máy bố răng có lê gián Bà sân bàn bóng luôn lòng trong bàn ở vầy có bàn Bóng xung rớt chùm non trong chiếc mùi nướng sọc phong phán Xung bạc phương bày tông ngay mong tròn tên trái mặt hàng Bạc phương bày tông Bạn ta ham ở ham ở cả hò mấy tư tiết á bà chặt ណែនាំគ្នាអូយអូខេឥឡូវចាប់ហើយអូហយភ្លេងងាប់ហើយភ្លេងចេញមកព្រោះព្រោះអញ្ចឹងបាច់ទេណាចេញមកមកបាត់មកបាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអីបងបណ្ដាខ្ញុំមិនចូលបងឯងជាងែហ្នឹងមិនចូលបងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចូលបងឯងនេះធ្វើអញ្ចឹងអូហយកាប់ស្រីខ្លាំងមែនតើបាត់នេះណាហើយតាំងនិយមមិនណៃតាំងអីអូយQueen B សៃសៃណាពេញកំមុំស្ដោកជឿនលឿនហ្មងណាហ្នឹងហើយសៃសៃសម័យឥឡូវខ្ញុំអត់យល់ទេគឺឆាប់ធំមែនតើណាឆាប់ធំខ្លាំងអើអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe ចូល Subscribe ម្នាក់មួយណាដើម្បីបាន Content ថ្មីៗបន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាត់បងវណ្ណាបាត់អីគេដែរហ្នឹងហើយចាំចុង Comment ប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចហងអុយឆ្លួតហើយអ្វីដែលសំខាន់អរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយក៏សនុំពរទៅដល់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមគាំទ្រអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរសិល្បករឬមួយក៏ទាំងវប្បធម៌ទាំងអ្វីៗដែលខ្មែរយើងកំពុងមានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលើកស្ទួយគាំទ្រឲ្យតម្លៃទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែជួយលើកដំកើងគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរហើយជួយគាំទ្រគ្នាទាំងសិល្បករខ្មែរទាំងអ្វីដែលខ្មែរយើងធ្វើបានឬមួយក៏អ្វីដែលខ្មែរយើងព្យាយាមបង្ហាញឬមួយក៏អ្វីទៅឆាអន្តរជាតិមួយឲ្យផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយជួយ Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗតាមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ចុងក្រោយអេនេះជឿនលឿនអេជាចុងក្រោយជម្រាបលាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពផងអូខេ Goodbye